ngành nghề của các bạn về mặt cơ bản, người ta nói là ngành nghề mà dẫn tới thành công quản trị thông tin đúng không, ngành tin đúng không, quản trị thông tin đúng không, ngành nghề mà dẫn tới thành công tức là gì ạ? Bí quyết thành công nó nằm ngay ở trong cái chương này các bạn nào. Vấn đề là khi các bạn tiếp cận nó, các bạn học và cách thức các bạn để khai thác nó như thế nào để cho các bạn đi tới thành công thì phải có người. Các giáo viên giảng dạy cho các bạn, người ta phải dẫn dắt cái điều này cho các bạn. Các bạn sẽ nắm được cái bí quyết đó để thành công được không? Tuy nhiên quản trị sản phẩm nó lại là một cái mắt xích trong cái chuỗi này. Vậy thì nói về quản trị sản phẩm thì các bạn phải hiểu về hai cái nội dung. Thứ nhất, thế nào là quản trị và thế nào là sản phẩm. Thế nào là quản trị và thế nào là sản phẩm. Và quản trị sản phẩm khi mà nó đi với nhau thì tại sao lại phải nghiên cứu về quản trị sản phẩm trong mặt tịch? Chính là cái vấn đề mà các bạn phải đặt với câu hỏi. Không có để làm cái gì, nghiên cứu nó để có gì. Quản trị là gì? Quản trị là một quá trình, đúng không ạ? Nó là một tiến trình mà là người đứng đầu sẽ sử dụng tất cả các chức năng quản trị cho cái quá trình đó đạt hiệu quả, bao gồm bốn cái năm cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và gì ạ? Vậy thì với bốn cái chức năng đấy khi áp dụng vào cho sản phẩm, bây giờ phải hỏi sẽ biết sản phẩm là gì. Tôi muốn quản trị được một đối tượng nào đó thì tôi phải biết nó là gì. Đúng không? Các bạn muốn quản trị được bản thân các bạn, cuộc đời các bạn thì trước tiên các bạn phải hiểu các bạn phải cảm. Phải biết là mình có ưu điểm gì, có nhiều điểm gì, mình có lợi thế gì, mình có bất lợi gì, đúng không? Hiểu được mình á, thì lúc đấy mình mới quản trị được mình. Cái sản phẩm thì các bạn muốn kinh doanh cái sản phẩm thì tốt, trước hết các bạn phải biết về nó. Nó là cái gì? Công dụng của nó ra sao? Nó phát huy được giá trị đến đâu? Vì các bạn biết trong chuỗi quá trình kinh doanh sản phẩm ấy, sản phẩm không tồn tại mãi mãi mà nó có chu kỳ sống, đúng không? Sản phẩm không tồn tại mãi mãi, nó có chu kỳ sống. Cho nên là gì ạ? Các bạn hiểu về nó. Vậy thì lúc này bạn hiểu về nó rồi thì bạn mới đánh giá được nó là nó đang nằm ở đâu trong cái chu kỳ. Nó đang áp lên đến đỉnh điểm chưa hay nó đang trong giai đoạn suy thoái rồi. Người ta có biết đầu tư mạo hiểm vào trong cho sản phẩm khi nó đã gì ạ? Vào giai đoạn suy thoái hay không? Khi các bạn đã hiểu và các bạn đánh giá được thì tự dưng các bạn sẽ giảm rủi ro, và chính cái giảm rủi ro là việc mà gì ạ? Nghiên cứu mặt tinh nó làm cho bạn thành công. Tất cả mọi sự thất bại là do gì ạ? Không lường trước, không kiểm soát được và do gì ạ? Nó xảy ra. Vậy thì khi mà các bạn lường trước kiểm soát được thì nó là thành công. Về bản chất nó rất là đơn giản. Vì ở đây khi các bạn muốn học quản trị sản phẩm, các bạn hiểu trên thế giới này có hàng tỷ sản phẩm, đúng không? Hàng ngày các bạn tiếp xúc với nó rất là nhiều. Một cái viên phấn trên tay cô nó cũng là một sản phẩm, là kết tinh của quá trình sản xuất kinh doanh. Các bạn phải trả tiền để mua nó về đây, đúng không? Đây thì xung quanh chúng ta hàng ngày hàng giờ trên thế giới này ấy, thì có hàng tỷ hàng tỷ hàng nghìn tỷ sản phẩm. Cái ổ cắm quán. Vậy thì làm sao để quản trị? Chúng ta chỉ quản trị được những gì mà chúng ta gì ạ? Đáng nhìn cảm thấy nhẹ. Ổ cắm hai xí này. Mà chúng ta gì ạ? Khi các bạn biết đấy, tại sao chúng ta lại quản trị sản phẩm này mà không quản trị sản phẩm khác, chỉ đơn giản là em làm ở cái doanh nghiệp này, doanh nghiệp nó sản xuất sản phẩm này, em thì thu nhận được từ việc doanh nghiệp này có kinh doanh được cái sản phẩm đấy hay không, đúng không nhỉ? Vậy thì nó là sản phẩm này mà không là sản phẩm khác. Vậy ở đây khi chúng ta học, chúng ta sẽ không học cụ thể cái gì hết, không học. Và vấn đề là chúng ta thuộc về quản lý. Khi mà quản trị sản phẩm này này thì mục đích của việc quản trị sản phẩm này để làm gì? Đấy. Mục đích
quả chị phạm vào để làm gì? Hãy trả lời câu hỏi đấy thì mới tiếp tục tránh lãng phí. Các bạn biết lãng phí cái gì không? Công sức. Công sức đúng không? Tí nữa tiền bạc rất nhiều vấn đề khác. Và đến đây quay trở lại vấn đề mục tiêu. Các bạn về nhà sẽ trả lời cho cô. Các bạn ngồi ở đây để làm gì? Các bạn ngồi đây. Sinh viên năm thứ hai đại học không trả lời câu hỏi này. Không biết mình đến giờ phút này 20 tuổi mình tồn tại ở cái thế giới này, cái xã hội này, cái trần thế này để làm gì? Mình ngồi đây mình học cái này để làm gì? Không trả lời được có nghĩa là gì ạ? Con đường đi với thành công của bạn còn xa lắm. Một bức thư. Đúng không? Còn xa lắm. Vì sao ạ? Chúng ta phải biết chúng ta là gì chứ? Cô nói rồi, cuộc đời con người là hình có hạn. Nó là một chu kỳ giống như chúng ta là một sản phẩm. Một sản phẩm đặc biệt như bảo mà. Cho nên là nó sẽ mang đầy đủ đặc tính như bất kỳ một sản phẩm hữu hình hoặc vô hình nào đó. Tức là nó có sự khởi đầu. Khi nó xuất hiện thì nó là sự khởi đầu. Nó xuất hiện một cách gì á? An toàn thì nó sẽ tồn tại và nó sống được. Còn nếu như nó xuất hiện một cách bất ổn thì cái quá trình trở thành phát triển của nó gặp vậy. Nó vượt qua giai đoạn giới thiệu thì nó sẽ vào giai đoạn phát triển. Nó khỏe nó thì